Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút tối Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, chúng tôi sẽ dành thời lượng phản ánh về thực trạng xe quá tải tiếp diễn hoành hành trên các địa phương. Tiếp đó là phần hướng dẫn lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tại tuyến đê sông Hồng sông Luộc hay trên các quốc lộ tỉnh lộ, dễ thấy các xe tự ý cơi nới thành thùng, chở hàng vượt tải trọng quy định của xe, quá tải trọng thiết kế của đường, vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Biển báo quy định tải trọng đặt trên tuyến đê là 10 tấn, nhưng bằng mắt thường cũng thấy những xe này đang chở vượt tải trọng vài chục tấn. Tại cảng vật liệu xây dựng Triều Dương, huyện Tiên Lữ, xe trọng tải lớn ra vào lấy hàng tấp nập. Tại khu vực dốc xuôi, nhiều hộ dân bức xúc về quá tải chở cát đá chạy rầm rầm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Điều đáng nói là đoàn xe quá tải này hoành hành giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật. Người dân đang đặt câu hỏi, do lực lượng chức năng còn buông lỏng kiểm soát hay vì lý do gì mà để phương tiện chở quá tải trọng lưu thông trên đường đã làm ảnh hưởng đến kết cấu đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, khiến cho dư luận trong nhân dân rất bức xúc về vấn đề này. Nhà lạ cũng phải đóng kín vào, mùa hè à, ngày nào cũng phải lau nhà mà, đến chiều nó bạt hết lên đất lên luôn, bụi mù lên mà nó cứ rình cả lung cả đất lên, một tổ to à, chạy nhiều luôn đi. Xe quá tải à, bao nhiêu là đợt công an chiều có đi dẹp đường bên này, rồi mũ rồi thì đổ sang thôi. Theo phản ánh của người dân, các phương tiện chở đất đá san lấp mặt bằng chạy nhiều nhất là vào thời điểm chiều và trưa hàng ngày, có khi chạy cả đêm và sáng. Hầu hết các phương tiện trọng tải lớn này đều quá khổ được cơi nới thành chở đầy tải. Tuy được che chắn phủ bạt nhưng nhiều xe chỉ là hình thức đất đá rơi vãi khiến đoạn đường bụi bẩn. Chỉ có mấy kiểu có mấy cái xe vừa anh quay đó. Thì kiểu đó chạy từ đây ra ngoài kia thôi, anh quay rồi chứ còn như kiểu đó. Cũng có tầm 4-5 xe thôi, chỉ chở cát thôi. Thực tế đây là những cái xe quá tải đầu kéo, nó chạy suốt ngày đêm ở cái đường này, và bên cạnh đây là những cái bến, có một số những cái bến chở đất cát, người ta cung cấp vào những cái khu vực vào trong kia là san lấp mặt bằng. Thế cho nên là về cái đường này, cái mức độ cái đường này nó hư hại mà nó bụi bậm, ẩm, nó rất là khổ. Thực trạng hiện nay không khó để bắt gặp xe chở quá trọng tải trên khắp các tuyến đường tỉnh, đường huyện, mà ngay cả trong khu vực thành phố Hưng Yên. Hàng ngày, xe chở cát quá tải trọng vẫn ngang nhiên mà không hề bị cơ quan chức năng xử lý. Tình trạng xe vận tải hàng hóa quá trọng tải, chủ bến bãi, chủ xe, lái xe bất chấp pháp luật, chở quá tải hoành hành trên nhiều tuyến đường đang có chiều hướng gia tăng. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Đăng Dương, hướng dẫn viên lái xe an toàn tại Honda ô tô Hưng Yên Phố Hiến. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách câu bình ắc quy. Hướng dẫn cách câu bình ắc quy ô tô. Câu bình thường có hai bầu, màu đỏ để nối cọc dương, màu đen để nối cọc âm. Đảm bảo các cực ắc quy luôn sạch, lau chùi rỉ nếu cần, đỗ xe gần tới mức có thể. Để có thể câu dây ắc quy, nhớ sử dụng phanh tay cho cả hai xe. Tắt hết các thiết bị điện ngoại trừ quạt điều hòa nhiệt độ, khi bật quạt giúp tránh hiện tượng tăng điện áp đột ngột. Nối cực dương của ắc quy hết điện với cực dương của ắc quy mồi, cẩn thận tránh các đầu kẹp chạm chập vào nhau. Nối cực âm của ắc quy mồi với đầu kẹp của cáp mồi. Nối đầu còn lại với bất kỳ miếng tấm kim loại nào trong khoang động cơ của xe ắc quy hết điện, ví dụ như đế máy phát để nối mạch điện. Tuyệt đối không nối trực tiếp và cực âm của ắc quy sẽ hết điện. Điều này có thể gây đánh lửa và gây nổ. Okay. Khởi động xe cho điện và tăng tốc độ. Khởi động xe còn lại. Để động cơ cả hai xe chạy trong 3 phút trước khi tháo các đầu cáp. Tháo cáp theo trình tự ngược lại khi đấu nối. Tháo hai cực âm trước để chạy khởi động một lúc cho chế độ cầm chừng ổn định. Lưu ý, khi nối thì cọc dương trước, cọc âm sau. Khi tháo thì ngược lại, cọc âm trước, cọc dương sau. Và như vậy, tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách câu bình ắc quy.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. The power of dreams. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.